Ngày công tử tức là đứa con phá sản, phá của. Và rốt cuộc thì nghèo đói và đi lang thang, tha phương cầu thực. Lăng phăng bỏ đi. Và trong kinh Pháp Hoa cũng có chuyện người công tử là có anh chàng đó có bố rất là giàu, nhưng mà không có trách nhiệm, không có biết dành dụm, không có biết làm ăn, không biết học học hành, và chỉ biết tiêu pha thôi. Và người bố biết rằng đứa con mình cái tính nó như thế, cho nên rất là lo, biết rằng sau này mình chết rồi thằng con sẽ tiêu xài hết và rốt cuộc thì sẽ nghèo đói. Cho nên ông ta mới lấy một cái áo của ông ta, cái áo khá ấm, cái áo bông khá ấm, ông ta lén ông ta may vào trong chiếc áo đó một cái viên ngọc rất là quý, và ông ta dặn nó, dặn đứa con như thế này: này con có thể tiêu xài hết tất cả, con có thể bán tất cả ruộng nương trâu bò nhà cửa, nhưng mà có một cái con không nên bán, nếu mà con thương bố thì con không nên bán, con nên giữ lại cái chiếc áo này, nó rất là ấm, bố chỉ xin con một điều kiện đó thôi, một điều kiện duy nhất là đừng có bán, đừng có vứt cái chiếc áo này, phải giữ suốt đời. Mà quả đúng như là ông tiên đoán, sau khi ông chết rồi thì ông ta tiêu xài rất là hoang, và rốt cuộc thì không còn đồng nào hết, và trở nên một người cùng tử, một đứa con đi vào đường cùng, phải đi tha phương cầu thực. Thì qua những cái năm tháng rất là nghèo đói, khổ sở, có một hôm anh nằm ở ngoài chợ, đang mặc chiếc áo ngày xưa của bố, thì lăn qua lăn lại thấy có cái gì nó cộm cộm, ngạc nhiên, tò mò, xẻ cái áo đó ra coi, thì thấy có một viên ngọc rất là lớn. Viên ngọc có thể đem bán và đổi ra không biết bao nhiêu là tiền. Thì anh ta đã học được cái bài học của cuộc đời rồi. Cho nên kỳ này anh ta bán cái viên ngọc đó và anh ta bắt đầu gây dựng lại vốn liếng để trở nên một người có cơ nghiệp và sống một cuộc đời đàng hoàng hơn và hạnh phúc hơn. Thì kinh trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn đã kể lại câu đó, câu chuyện đó, và nói rằng chúng ta là những đứa con phá của, chúng ta đã được tiếp nhận rất là nhiều châu báu, nhưng mà không có biết sử dụng cái châu báu đó để mà sống một cuộc đời hạnh phúc. Châu báu đó là giáo pháp mà Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Chúng ta có nghe, chúng ta có học, nhưng mà chúng ta không có đem ra để thực tập. Và chúng ta luôn luôn sống một cuộc sống của con người nghèo khổ về tâm linh. Có thể là chúng ta không có nghèo đói về vật chất, nhưng mà chúng ta rất nghèo đói về tâm linh. Và chúng ta để lại cho con cháu chúng ta một cái gia tài rất là nghèo nàn.
Nãy thầy có để vào trong túi có thêm một cái lá thư màu xanh, không biết ở đâu rồi. Có cái lá thư màu xanh. Đây. Mình có một viên bảo châu trong túi mà mình không có biết, mình đi tìm cho khác. Đây là một sư cô trẻ ở Thái Lan mới viết cho thầy và thầy nhận được ngày hôm qua. Đây là một người cùng tử đã trở về được với gia đình. Thương kính gửi thầy, sáng nay con thức dậy và thấy lòng nhẹ nhàng. Đây là trung tâm của mình ở bên Thái Lan, Bắc Trung. Sự tiếp nối của Bắc Nhã. Sáng nay con thức dậy và thấy lòng nhẹ nhàng. Con ngồi vào góc của con và uống một ly trà loãng. Con thấy những buổi sáng sớm như vậy thật đẹp và thật bình an. Đó cũng là những món quà mà đời sống người tu đã ưu đãi cho con. Và trong một phút giây con nhìn thấy nằm bên dưới của cái vui nhẹ nhàng đó là cả một nỗi buồn man mát, không tên không tuổi. Nó làm cho con muốn khóc, nhưng con không khóc. Con thở và ngồi yên như thế để nhìn lại gốc rễ của tâm con. Thỉnh thoảng những cái buồn tương tự như thế vẫn cứ len lỏi vào trong con thấy nó len vào thật tinh vi và khó để hiểu được nó là cái gì. Và tự nhiên những dạo gần đây con hay thấy trong con hiện lên hình ảnh của những người cậu dòng họ bên ba và bên mẹ. Con ngồi như thế và quán chiếu về dòng họ của con và chợt thấy ra những khổ đau và bế tắc của dòng họ hai bên. Nó thật là sâu dày. Và có lẽ con cũng là người đã được tiếp nhận những khổ đau và bế tắc đó từ các vị. Bên ngoài của con, các cậu thì đa số là dân trí thức, có nhiều vai vế và thành công trong xã hội, nhưng lại bị bế tắc tâm linh. Cậu ba của con là anh trai cả trong nhà, là giảng sư của một trường đại học ngoại ngữ, rất giỏi, nhưng gia đình bị tan vỡ, phải ly dị vợ và cưới vợ hai. Có hai người con, nhưng cũng bị chết từ lúc còn trẻ tuổi. Và cậu đi tìm một tôn giáo để giúp xoa dịu cho mình. Cậu tìm đến đạo Chúa. Và sau đó cậu ly dị vợ hai và về ở với bà ngoại. Con đã từng chứng kiến nhiều xung đột giữa cậu và các em trai và với bà ngoại. Sự mâu thuẫn giữa hai nền tôn giáo và cậu càng lúc càng bế tắc nhiều hơn trong đời sống của mình. Cậu bảy của con là một giám đốc của công ty công nghệ thông tin, có nhiều người đưa kẻ đón và luồn cúi, nhưng cậu cũng ly dị vợ và hai người con không nhìn cậu là ba. Cùng lúc cậu phá sản công ty và trở về làm cố vấn cho những công ty khác, viết phần mềm cho những công ty đó, cậu cũng hay đi dạy nữa. Với tâm trạng chán nản, cậu cưới thêm bà vợ thứ hai và có một người con nữa, nhưng trong tâm tư vẫn không hạnh phúc và có nhiều bất mãn với cuộc đời, chê trách tất cả. Cậu út của con thì làm giám đốc một công ty bất động sản và cậu có một công ty riêng của mình, nhưng con cái thì hư hỏng và ngỗ nghịch nên cậu buồn lắm. Mỗi lần đi ra ngoài là kẻ rước người đưa cung phụng, nhưng tối về nhà thì ôm vợ mà khóc vì thấy cô đơn và buồn tủi trong lòng, mất niềm tin ở đời sống xã hội. Những người dì của con, dì hai, dì tư, dì năm, dì sáu và dì tám là mẹ con, đều là buôn bán và kinh doanh tư nhân. Ai cũng giàu có, ai cũng nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt nhưng cũng khổ đau vì con cái mỗi người một nơi, lo đi tìm danh lợi nên quên mất mẹ, quên mất bà ngoại và gốc rễ của mình. Khi con nhìn thấy những khổ đau bế tắc và tiềm ẩn trong con thấy con cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều từ những bế tắc và tiềm ẩn của các vị đó. Bây giờ các người cậu, người dì của con đều quay trở về với đạo Bụt.
Nhưng trong lòng chỉ là muốn thờ phụng và cầu mong một đấng nào đó che chở cho mình. Các gì thì làm từ thiện liên tục. Nhưng trong lòng vẫn có nhiều sầu muộn không thể giải tỏa được. Con rất vui vì những người thân của con đi tìm tới cái đạo Bụt để mà nương tựa. Nhưng con cũng buồn vì thấy đó là một niềm tin sai lầm. Nhưng dẫu sao cũng được rồi, con thấy đạo dạo này những hình ảnh đó tự đi lên trong con, và con nguyện cầu cho các cậu các dì được an bình, vì con tin rằng khi tu sâu sắc thì sẽ nhìn thấy được tất cả những khổ đau và bế tắc của dòng họ mình, tất cả cũng đang ảnh hưởng tới con, và con sẽ không hạnh phúc 100% khi những người thân của con không có hạnh phúc. Còn bên nội của con, tuy các chú và ba con cũng không thiếu thốn gì về mặt kinh tế, các cô cũng vậy, nhưng trong tư tưởng là có nhiều sự bế tắc và loay hoay, không muốn đi tìm đến một tôn giáo nào để tháo gỡ, bởi vì niềm tin vào một tôn giáo không hiện hữu trong lòng họ. Ai cũng lo đi tìm một cái đích nên tình cảm anh em càng xa cách nhau. Chú của con là người mà con thấy thương nhất vì hai vợ chồng buôn gỗ và kinh doanh bất động sản, nhưng vì đồng tiền, vì lợi nhuận mà thay đổi tính tình, làm ăn không có nhân nghĩa, làm cho hao tổn phước đức, cho nên lúc nào gia đình cũng xào chào xáo bất an. Dù tiền bạc, xe hơi, nhà cao cửa rộng, dù ra vào có kẻ hầu người hạ, nhưng tình cảm với nhau không còn gì nữa. Ba và mẹ con may mắn hơn vì có con đi tu. Ba mẹ con đã dạy dỗ con rất nghiêm khắc từ lúc con còn nhỏ, nên con không bị rơi vào cái tình trạng như các dì, các cậu hay các chú của con. Con nhận thấy dù giàu có, dù tài ba, nhưng trong lòng không có gốc rễ thì tất cả cũng là vô nghĩa. Khổ đau trong sự xa hoa là sự khổ đau cùng cực, dễ đưa những người thân của con đi đến tuyệt vọng và bế tắc. Con không muốn mình đi vào vết xe đổ của những người đi trước, nên con muốn thay đổi tình trạng này. Con đang tập đi, tập thở và lắng yên nhiều hơn để gửi năng lượng về cho những người thân của con. Nhìn thấy gia tài của hai bên nội ngoại, con hiểu con nhiều hơn, và con thấy con có trong dòng họ hai bên, và dòng họ đang trông chờ con, đang chờ đợi ở con nhiều lắm. Chờ đợi mình đi tu thành công để và về cứu độ. Mỗi lần nghĩ đến người thân của con là con lại nhắc nhở con là sứ mạng của con lớn lắm, con cần phải tu tập chuyển hóa tự thân để có thể giúp cho những người thân con cũng được chuyển hóa. Những lời của thầy dạy rất là rõ ràng trong con đến tận giờ phút này. Con đang mang cả một thế hệ tổ tiên đi về tương lai, cả thế hệ đó đang ở đây, và con thấy con hạnh phúc khi con được tiếp nhận nhiều gia tài quý báu như thế để đi về phía trước, để con có cơ hội đào sâu vào sự thực tập và khám phá tự thân mình. Cầu Bụt tổ gia hộ cho thầy luôn khỏe và ở với chúng con. Trong kinh Pháp Hoa cũng có một chuyện chàng cụm tự khác. Văn hóa Đông Tây đều có cái chuyện đứa con cụm tự. Cái ông triệu phú đó, ông có một đứa con. Nhưng mà ông mất đứa con. Và đứa con đó nó không biết gốc tích của mình, nó không biết bố mình là ai nữa. Rồi nó đi lạc loài rất là lâu năm. Có một bữa nó về quê hương mà nó không biết, nó thấy một cái gia sản rất lớn, một cái ông triệu phú, và có kẻ hầu như người hạ, cơ nghiệp rất là lớn, thì nó tới nó xin làm công nhân. Và khi mà người triệu phú thấy nó thì nhận ra được đó là đứa con của mình. Nhưng mà ông có tới nhận con,
Tại vì ông biết rằng nếu ông tới gần nó thì nó sẽ bỏ chạy. Nó bỏ chạy là tại vì nó có mặc cảm là nó là cái dân bần tiện cùng khổ. Và khi một người quý phái tới thì nó phải tìm cách chạy đi thôi. Nó sợ. Chứ không phải là tại vì nó ghét. Tại vì nó không biết ông là cha của nó. Hoàn toàn không biết. Nghĩ rằng mình với cái ông triệu phú đó là hai cái thế giới khác nhau, không có thể tiếp cận với nhau được. Nhưng mà trong sự thật đó là hai cha con. Nhưng ông triệu phú này rất là giỏi. Ông biết rằng mình phải thiết lập những cái phương tiện quyền xảo, những cái phương pháp khéo léo để có thể đưa đứa con trở về từ từ. Ông ta mới ra lệnh cho người hầu cận tới với đứa con đó với cái người cùng tử đó và cho nó một cái công ăn việc làm khá hơn một chút để có cái có lương lương bổng cao hơn một chút, và nó rất là mừng. Và cứ như vậy mỗi 2-3 tuần thì cho nó lên cao, cho nên cho lên cái chức vụ cao. Và cho đến một lần nào đó thì nó được, cuối cùng thì nó được làm một cái chức vụ rất là phụ tá, rất là gần với ông triệu phú. Bây giờ ăn mặc đàng hoàng, ra đi vào chững chạc, rất là khác cái khi mới tới, như là một đứa ăn mày. Và khi mà anh ta vượt qua cái giai đoạn dài đó rồi thì người triệu phú mới tới và nói: con biết không, con là con của bà. Thì lúc đó anh ta mới có khả năng chấp nhận, còn trước đó anh không có thể chấp nhận được rằng mình có thể là bà con với cái ông triệu phú này. Thì trong kinh kể câu chuyện đó, và câu chuyện đó nói rằng vị triệu phú đó là tượng trưng cho một người có gia sản rất là lớn về tâm linh, tức là một vị Bụt, một vị giác ngộ hoàn toàn. Và cái đứa con cùng tử kia là có mặc cảm mình là chúng sinh, mình là một con người tầm thường. Chỉ có đau khổ mà thôi. Chỉ có ngu si, chỉ có khổ đau, chỉ có đày đọa mà thôi. Và nó có một cái sự kỳ thị, nó có một cái sự sợ hãi là mình không bao giờ có thể được như người kia. Người kia tức là một vị thánh nhân, một vị Bồ Tát. Bởi vì vậy cho nên nếu nếu Đức Thế Tôn nói là: này anh phải là chúng sinh không, anh có thể là một vị Bụt, thì người kia sẽ hoảng sợ, sẽ không bao giờ tin. Mình có một cái quan điểm là chúng sanh và Bụt đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Chúng sanh là cái ngược lại của Bụt và Bụt là ngược lại của chúng sanh. Vì vậy cho nên khi mà mở ra cái sự thật là mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người đều có thể giác ngộ, mỗi người đều có thể thành Phật được á, thì có thể làm cho người ta hoảng sợ. Và vì vậy cho nên kinh Pháp Hoa là một kinh nó ra đời chậm hơn các kinh khác. Tại vì kinh Pháp Hoa là một kinh đưa ra một cái sự thật là tất cả các chúng sanh đều có thể trở thành Phật hết. Và Đức Thế Tôn nghĩ rằng nếu gặp nhau lúc ban đầu mà nói sự thật đó ra thì cái người kia sẽ bỏ chạy mất, sẽ không tin. Và vì vậy cho nên phải từ từ hướng dẫn cho cái người kia tu tập, tiến bộ từ 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 cho đến cái lúc mà có thể nói được sự thật là: này các vị đều có Phật tánh và các vị cũng có thể được như tôi, không có khác. Kinh Pháp Hoa đưa ra cái chân lý đó: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả mọi người đều có thể thành Phật được. Và chỉ khi nào mình không có mặc cảm thì mình mới có thể chấp nhận được cái sự thật đó. Và Đức Thế Tôn là nhà triệu phú và chúng ta là những người cùng tự, chúng ta nói rằng chúng ta
sẽ nghèo đói, sẽ khổ đau suốt đời, kiếp này sang kiếp khác. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn muốn đưa chúng ta ra khỏi cái vòng mặc cảm đó và thấy rằng mình có khả năng hạnh phúc, mình có khả năng giác ngộ. Đó là cái chuyện cùng tử trong kinh Pháp Hoa.